quý vị, Chi đang có mặt tại Lăng Ông Nam Hải thuộc ven biển Cành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đây là thiết chế văn hóa thuộc tín ngưỡng dân gian của ngư dân địa phương, được khai lập từ rất xa xưa. Đến năm 2003, người dân địa phương lập lại để thờ cá ông. Lăng Ông Nam Hải được xây dựng không quá lớn nhưng khang trang. Nổi bật trên nóc lăng là hình tượng hai cá ông. Người dân tôn thờ thần Nam Hải bởi họ tin rằng khi trời giông bão, sóng to gió lớn, bao giờ cá ông cũng giúp đỡ ngư dân thoát nạn nơi biển cả mênh mông. Lăng Ông Nam Hải, Gành Hào thờ thủy tổ ngư nghiệp, đồng thời cũng chính là thủy tổ chung của các ngư dân biển Đông Hải, Bạc Liêu. Bên trong lăng thờ, nổi bật có hình ảnh chiếc tàu đánh cá của ngư dân và trưng bày nhiều hiện vật tư liệu về cá ông. Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hàng năm, rất sôi nổi, thu hút hàng ngàn người từ trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu tham dự. Lễ hội là dịp để ngư dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn cá ông đã giữ gìn, bảo vệ họ một năm đi biển bình an, bội thu cá tôm. 12 năm trước, một con cá ông lụy ở ngoài biển khơi được ngư dân Gành Hào đem vào bờ. Xác cá ông được xử lý, da được nhồi bông và trưng tại Lăng Ông Nam Hải. Cá ông này là chiều dài là 9,5 m, 9,7 m. Năm 2013 thì là được là CONET là của Việt Nam đó công nhận là cái bộ da này là lớn nhất của Việt Nam. Còn cái việc mà tín ngưỡng mà thờ là cá ông thì là ngư dân vùng biển này rất là tin tưởng và tín ngưỡng là thờ là cá ông, phải không? Bởi vì ông là độ trì cho là ngư dân là đi biển để là cái đánh bắt là chỗ dựa tinh thần của là ngư dân bị sóng to gió lớn rồi là cái thuyền là trầm trồ chắp đắm rồi đó, rồi ông là đến là kịp thời để là đưa thuyền là ra nơi chỗ bình an. Từ đó mà cái ngư dân Gành Hào nói riêng còn ngư dân là cả nước thì là rất là tin tưởng là tôn thờ là ông. Về thờ cá ông này á là cái cá ông là cái cửa biển Gành Hào là có hồi thời xa xưa, hồi trước giải phóng là ở ngoài Dàm, rồi là bị là chiến tranh đó, rồi tàu là bắn là cháy rồi lăn ông, nên cái cốt ông đó là gửi qua cái miếu bà Thiên Hậu để thờ tạm. Miếu bà Thiên Hậu này đó ở ngoài kia 4 lần mới giờ vô được là tới đây. Chú Sáu Tay cùng cái ngư dân ở đây đó ào ạt là rồi là đóng góp tiền của đồ đó là để là xây dựng danh ông, thờ ông, cúng ông, đưa ông vào ăn vị là cũng là tháng 12. Ngoài ra, Lăng Ông Nam Hải, Gành Hào còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa rất quý giá với nhiều bộ xương cá ông được ngư dân đem vào Lăng Ông để thờ. Trong đó có những bộ xương cá ông tuổi đời hàng chục năm.